Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh. Hôm nay thứ Năm, ngày 15 tháng 4 năm 2021. Và trong chương trình Thời sự tối nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với các nhà đầu tư thuộc 3 tập đoàn kinh tế đa ngành nhằm xúc tiến mời gọi đầu tư vào các dự án du lịch, công nghiệp, nông nghiệp, phát triển hạ tầng tại tỉnh Trà Vinh. Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh kiểm tra việc giao biên chế và phân công bố trí cán bộ công chức viên chức tại huyện Cầu Ngang. Các chùa Khmer trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và bà con Khmer đón Tết Chôl Chnăm Thmây trên tinh thần thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 với tinh thần vừa giữ được nét văn hóa truyền thống vừa bảo đảm sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hôm qua, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đã có buổi tiếp và làm việc với các nhà đầu tư thuộc 3 tập đoàn kinh tế đa ngành gồm Tuần Châu, Nam Miền Trung và Hồ Gươm nhằm xúc tiến mời gọi đầu tư vào các dự án du lịch, công nghiệp, nông nghiệp, phát triển hạ tầng tại tỉnh Trà Vinh. Tại buổi làm việc với các tập đoàn kinh tế đa ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Hẳn cho biết, Trà Vinh là tỉnh ven biển khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Địa hình bằng phẳng thuận lợi phát triển đa dạng sản xuất nông nghiệp, ngọt lợ và mặn, đặc biệt là trồng lúa, cây màu, cây công nghiệp ngắn ngày, cây ăn trái và nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao, gắn phát triển du lịch sinh thái. Trồng trọt là ngành sản xuất chính của tỉnh. Giá trị sản xuất trồng trọt năm 2020 đạt trên 11.750 tỷ đồng, chiếm trên 72% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, tỉnh Trà Vinh có nhiều dự án lớn đang mời gọi đầu tư nhằm tạo sự đột phá, gắn kết thúc đẩy sự phát triển kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long và tỉnh Trà Vinh nói riêng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư phát triển ổn định và lâu dài. Cụ thể, tỉnh đang tập trung mời gọi đầu tư vào 17 dự án, gồm 1 dự án du lịch, 5 dự án công nghiệp, nông nghiệp, 11 dự án kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị. Qua quá trình làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, các nhà đầu tư quan tâm nhiều đến 4 dự án lớn. Thứ nhất là dự án xây dựng khách sạn tại khu 3 trường Đại học Trà Vinh. Thứ hai là dự án khu đô thị Tây Nam phường 7, thành phố Trà Vinh. Thứ ba là dự án khu nuôi trồng thủy sản sinh thái tại xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải. Và thứ tư là dự án nhà máy chế biến nuôi trồng thủy sản tại xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành. Ngay sau buổi làm việc, đại diện 3 tập đoàn kinh tế đa ngành gồm Tuần Châu, Nam Miền Trung và Hồ Gươm đã cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành chức năng tỉnh Trà Vinh đến khảo sát thực địa một số khu vực có tiềm năng phát triển du lịch biển, gắn với xây dựng hạ tầng kinh tế, nông nghiệp thủy sản công nghệ cao tại xã Trường Long Hòa và xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải. Hôm qua, đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh do ông Bùi Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra việc giao biên chế và phân công bố trí cán bộ công chức viên chức tại Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang. Báo cáo với đoàn, ông Nguyễn Văn Nga, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang cho biết, đến thời điểm này, Ủy ban nhân dân huyện đã phân bổ số lượng biên chế công chức năm 2021 cho 13 cơ quan chuyên môn và phân bổ số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, biên chế công chức hành chính được Ủy ban nhân dân tỉnh giao năm 2021 cho huyện là 88 biên chế. Biên chế có mặt là 81 người, biên chế viên chức người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập được Ủy ban nhân dân tỉnh giao là 1.688 chỉ tiêu. Số biên chế hiện có là 1.497 người. Tổng số cán bộ công chức cấp xã được bố trí là 33 người. Những người hoạt động không chuyên trách là 187 người. Trên cơ sở đề án vị trí việc làm đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành quyết định phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm các cơ quan chuyên môn trực thuộc. Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, ông Bùi Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh mục đích của cuộc kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện những sai sót, khó khăn vướng mắc, bất cập trong việc giao biên chế và phân bố trí cán bộ công chức để có hướng tháo gỡ kịp thời, từ đó góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương. Trong thời gian tới, ông Bùi Văn Bình lưu ý địa phương tiếp tục sắp xếp bố trí các chức danh công chức đảm bảo phù hợp theo từng vị trí việc làm, có kế hoạch xây dựng đề án vị trí việc làm theo đúng chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị, tiếp tục đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức viên chức hiện nay có trình độ chuyên môn chưa phù hợp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xem xét tuyển dụng, bổ sung biên chế công chức theo chỉ tiêu được phân bổ hàng năm. Huyện ủy Càng Long vừa tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đến dự hội nghị có đồng chí Lữ Công Tạo, Phó trưởng ban tuyên giáo Trà Vinh, đồng chí Lê Trọng Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy Trà Vinh đã triển khai quán triệt 5 chuyên đề, gồm báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Trọng Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy khẳng định, việc tổ chức nghiên cứu quán triệt các chuyên đề nghị quyết Đại hội 13 của Đảng giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện, xã nắm vững những nội dung trọng tâm cốt lõi của nghị quyết đại hội. Đồng thời đề nghị sau khi tiếp thu nghị quyết, cấp ủy các cấp lãnh đạo chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội 13. Đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất ý chí và hành động, nêu cao quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng bộ các cấp đến mỗi tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan đơn vị, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhằm đưa nghị quyết đại hội các cấp đi vào thực tiễn cuộc sống. Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer năm 2021, chiều qua, đoàn cán bộ Quân khu 9 do Thiếu tướng Đoàn Minh Phương, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9 làm trưởng đoàn, đã đến thăm chúc Tết các chùa Khmer trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tại các nơi đến, thay mặt Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Thiếu tướng Đoàn Minh Phương, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu đã gửi lời chúc mừng đến các vị sư, ban quản trị và đồng bào Phật tử người dân tộc Khmer dự đón Chôl Chnăm Thmây năm 2021 vui vẻ, đầm ấm, đoàn kết, an toàn và tiết kiệm, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đồng thời thông tin với các vị sư, ban quản trị chùa về một số kết quả nổi bật trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương gắn với việc thực hiện các chính sách dân tộc trong lực lượng vũ trang quân khu đối với đồng bào Khmer trong những năm qua. Qua đó mong muốn các vị sư, ban quản trị chùa tiếp tục vận động đồng bào Khmer chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh. Hòa thượng Thạch Sóc San, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi tỉnh Trà Vinh đã cảm ơn sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đối với đồng bào dân tộc Khmer trong những năm qua. Thông qua hoạt động này nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết gắn bó giữa lực lượng vũ trang Quân khu 9 nói chung với các vị sư và đồng bào dân tộc Khmer, qua đó góp phần cùng cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, nhà nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn Quân khu 9. Ngày 14 tháng 4, Đoàn Nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh tổ chức họp mặt mừng Chôl Chnăm Thmây và kỷ niệm 58 năm ngày thành lập Đoàn Nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh. Tại buổi họp mặt, các đại biểu được nghe đọc thư chúc Tết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trà Vinh gửi quý vị sư sãi, cán bộ, công chức người dân tộc Khmer nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2021. Đồng thời ôn lại truyền thống kỷ niệm 58 năm ngày thành lập Đoàn Nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh. Trong 58 năm qua, Đoàn Nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh là đoàn nghệ thuật Khmer cách mạng đầu tiên ở vùng đất Nam Bộ, được thành lập vào năm 1963 tại căn cứ địa ấp Cây Xanh, xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, quê hương của nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Út, Út Tịch. Với phong trào tiếng hát, ác tiếng bom, các diễn viên trong đoàn không ngại khó khăn, gian khổ và hy sinh tính mạng để đem đến lời ca tiếng hát của mình phục vụ đồng bào chiến sĩ, đồng viên họ kiên cường bám trụ, chiến đấu, lập nên những chiến công hiển hách. Trải qua hơn nửa thế kỷ hoạt động, với sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước, sự yêu thương che chở đùm bọc, ủng hộ của quần chúng nhân dân trong và ngoài tỉnh, đoàn luôn vượt qua những khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa văn nghệ của nhân dân, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đoàn đạt nhiều giải thưởng cao trong các hội thi, hội diễn liên quan ca múa nhạc do Trung ương hoặc các tỉnh trong khu vực tổ chức. Đặc biệt, từ khi thành lập đến nay, Đoàn Nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh còn là cái nôi đào tạo nhiều diễn viên, nghệ nhân, soạn giả, kế thừa không những của đoàn mà còn cung cấp cho các đoàn đội Khmer tỉnh nhà và các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Với những thành tích đã đạt được, Đoàn Nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh đã được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen, cờ huy hiệu. Đặc biệt, năm 1997, đoàn được Chủ tịch nước phong tặng Huân chương Lao động hạng 3. Năm 2000, đoàn được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. Trước đó, tại xã Quyền Hội, huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Càng Long tổ chức họp mặt gần 120 cán bộ, công chức viên chức, cán bộ hưu trí và người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn huyện. Tại buổi họp mặt, các đại biểu được nghe Phòng dân tộc huyện Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước trong vùng đồng bào dân tộc Khmer của huyện năm 2020 và định hướng trong năm 2021. Trong năm 2020, huyện đã triển khai chương trình 135 với kinh phí 550 triệu đồng, xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất chăn nuôi, hỗ trợ đất ở, nước sinh hoạt, nhà đại đoàn kết hàng trăm triệu đồng. Đến nay, các xã vùng đồng bào dân tộc đã được công nhận xã văn hóa nông thôn mới. 100% đường trục liên xã nơi đồng bào Khmer sinh sống được trải nhựa và bê tông. Đến cuối năm 2020, số hộ nghèo người dân tộc giảm còn 3,39%, hộ cận nghèo 11,5%. Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Quỳnh Công Tính, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện nhấn mạnh, những thành tựu đạt được của huyện trong thời gian qua có sự đóng góp rất lớn của đồng bào dân tộc Khmer trong huyện. Ghi nhận với những đóng góp đó, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện cũng mong rằng từng cán bộ công chức viên chức, cán bộ hưu trí và người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn huyện hãy nỗ lực hơn nữa, cùng nhau chung sức chung lòng xây dựng quê hương Càng Long ngày thêm giàu đẹp văn minh. Dịp này, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Càng Long cũng trao tặng cho mỗi cán bộ công chức viên chức, cán bộ hưu trí và người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn huyện một phần quà cùng với những lời chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2021 của đồng bào dân tộc Khmer, vui tươi, đoàn kết, tiết kiệm, an lành. Chiều hôm qua, lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh Trà Vinh đã đi thăm và chúc mừng Tết Chôl Chnăm Thmây các vị sư và ban quản trị một số chùa Khmer trên địa bàn thành phố Trà Vinh nhân dịp Chôl Chnăm Thmây năm 2021. Tại các chùa Khmer mà đoàn đến thăm, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các vị sư, ban quản trị và bà con Phật tử các chùa vui đón mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2021 vui tươi, hạnh phúc, an toàn và tiết kiệm. Đồng thời mong muốn các vị sư, ban quản trị chùa và bà con Phật tử tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc giàu đẹp. Đặc biệt là với vai trò và uy tín của mình, các vị sư, ban quản trị các chùa Khmer tiếp tục phối hợp cùng với mặt trận tổ quốc, các ngành các cấp, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương nhằm góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước gắn với việc tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày 13 tháng 4, ông Nguyễn Quốc Phương, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Trà Vinh đến thăm tặng quà các vị sư và bà con Phật tử chùa Điệp Thạch, phường 9 và chùa Chiêm, phường 7. Nhân dịp Chôl Chnăm Thmây năm 2021. Tại các nơi đến thăm, ông Nguyễn Quốc Phương đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc quý vị sư và bà con Phật tử vui đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây vui tươi hạnh phúc và biểu dương ghi nhận những đóng góp quý báu các vị sư và bà con Phật tử trong công tác từ thiện xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Ông Nguyễn Quốc Phương mong rằng trong dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, bên cạnh những hoạt động thường nhật, cần hạn chế tập trung đông người. Khuyến cáo bà con khi có người thân nước ngoài về vui Tết, chủ động thông tin khai báo kịp thời với chính quyền địa phương và ngành chức năng để phòng chống có hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Tại huyện Tiểu Cần, ông Nguyễn Văn Diệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng lãnh đạo chính quyền địa phương đã đến thăm tặng quà tại chùa Khmer và một số đối tượng gia đình chính sách là đồng bào dân tộc Khmer ở xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần. Tại nơi đến, các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các vị sư, ban quản trị và đối tượng chính sách, đồng thời thông tin thêm một số thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh của huyện trong năm 2020 và những tháng đầu năm 2021. Kết quả triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, nhà ở, hỗ trợ khó khăn cho đồng bào Khmer, kết quả đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển toàn diện vùng đồng bào Khmer giai đoạn 2015-2020, các vấn đề về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, về xây dựng lực lượng cốt cán trong tôn giáo và kế hoạch thực hiện các nguồn vốn đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc Khmer trong thời gian tới. Trước sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các vị sư, ban quản trị chùa cũng đã bày tỏ sự vui mừng phấn khởi và cho biết sẽ tiếp tục vận động bà con Khmer phát huy tốt hơn nữa tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trên địa bàn dân cư, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn những phần tử xấu lợi dụng tôn giáo để hoạt động chống phá và các hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật trên địa bàn. Thường xuyên vận động Phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chủ động học tập, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để đời sống bà con từng bước ổn định hơn. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày thứ hai đồng bào Khmer đón mừng năm mới Chôl Chnăm Thmây, cũng như ngày đầu tiên các chùa Phật giáo Nam Tông Khmer trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. cũng như bà con Phật tử đón Tết nhưng vẫn không quên thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Với tinh thần vừa giữ được nét văn hóa truyền thống, vừa bảo đảm sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Tại chùa Sam Rong Ek, tọa lạc tại phường 8 thành phố Trà Vinh, vào ngày thứ Hai đón mừng Chôl Chnăm Thmây, thay vì tụ họp vào chùa để dâng cơm, tổ chức văn nghệ, trò chơi dân gian, thể thao và làm nghi thức đắp núi cát tường theo thông lệ hàng năm, thì năm nay chùa chủ động hạn chế các hoạt động này nhằm thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Đây cũng là năm thứ Hai chùa hạn chế các hoạt động này do ảnh hưởng dịch COVID-19. Ngoài ra, Phật tử khi đến chùa cũng đều được các sư và ban quản trị chùa nhắc nhở thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế để góp phần phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Ngày thứ Hai vui chơi về nhà chùa, không có tổ chức vui chơi như mỗi năm nữa, cái hạn chế lại phần đó để cho nó khắc khứa nữa, nó không có tụ tập nhiều lắm, cho nó bớt lại phần nào. Lúc đông đảo thì nhà chùa cũng có tuyên truyền cái dặn dò Phật tử nên giảm bớt, hạn chế lại cái phần vui chơi để cho nó đừng cho nó có ảnh hưởng đến bệnh hoạn của xã hội. Thì Phật tử cái lúc mình dặn dò không có lễ hội, không có chơi trò chơi dân gian thì năm nay cũng hạn chế lại cái dân cũng theo cái chùa, quy định của chùa, cái không có hạn chế cái phần đó, giảm bớt cái phần đó chứ không có tụ tập nhiều hơn. Nhờ chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền cũng như sự phối hợp động viên của nhà chùa đối với các Phật tử trong việc phòng chống COVID-19, bà con Khmer cũng tự ý thức hơn trong công tác phòng chống dịch. Ông Thạch Sune, một người dân ngụ tại xã Long Đức, thành phố Trà Vinh cho biết, thay vì đến chùa thường xuyên và đi nhiều nơi để thăm hỏi chúc Tết như hàng năm, thì năm nay gia đình ông chủ yếu đón Chôl Chnăm Thmây tại nhà. Dù không nhộn nhịp tưng bừng, cũng không tham gia được nhiều lễ hội, nhưng ông vẫn thấy vui và ấm cúng vì đã chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch COVID-19. Bà con dân tộc người Khmer cũng thông cảm và đồng thời giữ cái vấn đề sức khỏe cộng đồng là trước hết. Cho nên năm nay chính quyền không tổ chức như mọi năm. Nhưng mà bà con luôn luôn rất đề cao cảnh giác về vấn đề và COVID-19. Cho nên mà vì sức khỏe cộng đồng, bà con dân tộc Khmer rất là thông cảm và hưởng ứng cái đường lối chính sách chủ trương của nhà nước là quan tâm đến sức khỏe cộng đồng. Tôi cũng có tuyên truyền cho con cháu khi mà ra đường thì phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách nói chuyện và đồng thời là luôn luôn là phải rửa tay cho sạch sẽ và đề cao cảnh giác những nơi tập trung đông người thì không nên tập trung, là giữ khoảng cách, luôn luôn là phải đề cao cảnh giác, sức khỏe cộng đồng là trên hết. Với sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương cùng với sự đồng lòng của các chùa, các vị sư, giải thức cộng đồng trách nhiệm của đồng bào Khmer, có thể thấy rằng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm nay vừa giữ được nét văn hóa truyền thống, vừa đảm bảo sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Tất cả bà con Khmer trong tỉnh đã và đang đồng tâm, hiệp lực, góp phần cùng địa phương và cả nước phòng chống dịch bệnh COVID-19 một cách hiệu quả nhất. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.